Phản ngữ lớn Hoàng Anh Tiến xin chào toàn thể các bác ạ. Hôm nay là ngày 1 tháng 8 năm 2023 thì em Thúy lại đang có mặt tại cơ sở 1 các bác nhá. Tại cơ sở 1 cách cơ sở 2 khoảng tầm 200m đi về phía đường D Hoàng Cát, Hoàng Hóa, Thanh Hóa các bác ạ. Và hôm nay em Thúy đang muốn giới thiệu đến toàn thể các bác là một tấm chiếu cẩm hồng có chiều dài là 6m63, chiều rộng ngọn là 2m04 và chiều rộng gốc là 2m18, có độ dày là 30cm các bác ạ. Và sau đây thì em Thúy xin mời các bác cùng theo chân em Thúy để đi ngắm nhìn từng đường nét vân chun để một cách rõ ràng hơn để các bác cùng thấy được cái vẻ đẹp của tấm chiếu cẩm hồng này các bác nhé. Các bác ngắm nhìn này, hai bên sườn vân chun rất là đẹp luôn các bác ạ, rất là dày các bác nhé. Vân chun rất là lung linh, rất là dày, chứng tỏ là cây này chắc gỗ rất là đanh, cây này rất là già dặn rồi các bác ạ. Tấm này thì được bên em ủ kho rất là lâu rồi mới lên thành phẩm các bác nhé. Tấm này chỉ cần lên M50 nữa là đẹp lung linh luôn các bác ạ. Các bác nhìn trên video đã thấy đẹp rồi, mà kê vào không gian nhà các bác thì cực kỳ là đẹp luôn đấy các bác ạ. Bác có thể ngắm nhìn nhá. Tấm này thì đẹp lung linh, không một tí lỗi tì vết nào các bác ạ. Rất là lung linh luôn ạ. Vào cái thời điểm hiện tại mà để các bác tìm được một tấm chiếu cẩm hồng mà có chiều rộng bắc bìa trên 2m thì rất là hiếm luôn các bác nhá. Đấy, cho nên là bác nào mà có không gian phù hợp với tấm chiếu cẩm hồng này thì các bác có thể tham khảo thêm ạ. Tấm cẩm hồng này vân chun thì rất là dày. Đấy. Các bác nhìn này, đầu gỗ rất là nục nạc các bác nhá, không một tí vết nứt, không một vết nứt tăm luôn các bác ạ. Rất là lung linh. Các bác ngắm nhìn này, mặt trên không một tí lỗi tì vết nào các bác ạ. Hiện tại thì tấm chiếu cẩm hồng này đang có mặt tại cơ sở 1 Hoàng Anh Tiến, ngay đường D Hoàng Cát, Hoàng Hóa, Thanh Hóa các bác ạ. Bác nào mà có không gian phù hợp với tấm chiếu cẩm hồng này hoặc là các bác có thể khu vực nhà vườn này, nhà sàn thì các bác quan tâm đến sản phẩm nào thì có thể liên hệ ngay với Hoàng Anh Tiến các bác nhé. Hoặc các bác ở xa thì có thể liên hệ ngay với Hoàng Anh Tiến theo số hotline 0931 392 777 hoặc 0977 999 000. Phản ngựa lớn Hoàng Anh Tiến xin chân thành cảm ơn ạ.